Ông trời trong xanh, không khí trong lành. Sau buổi học ngày hôm nay là Zero được nghỉ hè. Chẳng biết hè này Shiori sẽ làm gì. Zero đoán chắc cô nàng về quê. Hè này thanh niên Kamu sẽ đi làm thêm. Cậu ta đăng ký giúp Zero luôn. Zero từ chối tại vì cậu kém giao tiếp, sao mà phục vụ cho người ta được? đã vậy chỗ làm còn bắt ở nội chú nữa chứ. kiểu này chắc rất nhiều việc. Thế mới có tiền chứ. Mục tiêu của Kamu là quay gác cha áo tắm idol. Vừa đúng lúc này Shiori tới, nhìn thấy cô nàng làm mắt Zero sáng nay. Biết Siori hè này làm cùng chỗ với mình Camu liền xin chào đồng nghiệp. Siori rất vui khi nghe tin Jiro cũng làm ở quán đó, rồi xong luôn hết từ chối. Não Jiro bắt đầu sinh ra mấy hình ảnh hay ho, sống chung với Siori. Bớt ảo tưởng lại đi ông cháu, Camu yêu cầu Jiro về xin phép vợ trước. Cậu ta sướng khi nghĩ tới cảnh Jiro đi làm rồi vợ cậu ở nhà chơi trai. Chắc chắn éo có chuyện đó đâu, nếu có thằng con trai đó phải là cậu. Mặt trời ngả bóng xế tà, Jiro về nhà để gặp vợ già con thơ. Đùa thôi chứ vợ Jiro vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, tương lai còn lớn thêm nữa. Jiro bị khịa là có mỗi bộ đồ bơi cũng đỏ mặt, không đỏ không phải đàn ông. Akaji khoe cô mới mua hai con hàng kiểu này chắc phải mặc bộ kia rồi. Jiro đang ở trạng thái bất cần đời chỉ cần đồi núi, sống vì núi đồi. Mắt Jiro bị một thứ ma lực thần bí kéo xuống, nói vậy cho đỡ ngại chứ cậu chủ động nhìn đó. Jiro muốn biết chuyến đi biển sắp tới của Akaji có con trai đi cùng không. Nếu chỉ có mỗi gái thôi thì nguy hiểm lắm, gặp biến thái có mà toang cả lũ. Biết được cô nàng đi làm thêm chứ không phải đi chơi Jiro đã yên tâm hơn. Nhân tiện Jiro nói ra chuyện hè này cậu cũng đi làm thêm, chỗ đó có cả Siori. Đoán giờ này chắc Akazi cũng đang rất cố gắng theo đuổi Minami. Jiro quyết định cậu cũng phải hành động, đoán hay lắm cậu bé, 10 điểm. Akazi có một câu hỏi muốn Jiro trả lời, ông có thấy cô đơn không? Có Siori chắc không cô đơn đâu nhỉ, Akazi ngồi lên người Jiro cho tới khi Jiro nói ra câu, cậu cô đơn nếu không cô nàng sẽ éo xuống. Akaji cảm thấy rất cô đơn, cũng tại tác giả búp Jiro não chó. Akaji muốn sạc pin, nghe xong câu nói đó tay Jiro nhanh hơn não luôn. Sạc pin xong rồi Jiro éo hiểu cậu đã làm gì đâu thì ra sạc pin là kiếm điểm. Akaji muốn Jiro trả lời thật lòng bộ đồ bơi cô đang mặc đẹp không? Rất đẹp nhưng Jiro không muốn cô nàng mặc nó ra ngoài, mặc ở nhà thì được. Akaji ngỏ ý mời Jiro đi biển cùng mình, bộ đồ này thuộc về cậu. Jiro chấp nhận bỏ việc để đi chơi luôn nhưng cậu biết cô nàng chỉ nói đùa. Chuyện đùa hóa thật, tới cuối câu chuyện cả hai mới biết mình làm cùng một chỗ. Ngày làm việc đầu tiên đã tới, Camo dự đoán quãng thời gian sau sẽ rất cháy. Đây là nơi ở tạm thời của cả nhóm, nam nữ cách nhau vài bước chân. Kiểu này tối đến rủ nhau ra bãi biển làm tí chắc phê hết cả người. Tắm biển đêm nha anh em, đừng có mà nghĩ bệnh. Vừa mới nhận phòng trọ xong là mấy cô nàng ra ngay ban công hóng gió luôn. Để việc đó tối tiếp tục, bây giờ là thời gian dành cho công việc. Mây không quen với kiểu đồ này cho lắm, Shiori liền khen cô nàng rất hợp. Trước khi mở cửa đón khách, cả bọn được học lại về quy tắc 5S, cả mù mấy hôm trước được ông anh mua đồ cho nên rất tự tin về độ đẹp trai. Zero éo quan tâm, cái cậu quan tâm là bản thân được ở gần Shiori. Zero chọn làm việc trong bếp, Shiori tới xin được vào trong cùng cậu. Bên phía Akaji, cô nàng được Minami chỉ dạy nên rất hạnh phúc. Thanh niên Su ngồi nhìn hai người tình tứ, cậu ta ước gì mình ở vị trí đó. Bị cà khịa, thanh niên Su lỡ mồm nói hai người kia đến với nhau là không thể. Hai cô nàng Nasumi cùng Sachi éo hiểu, nói rõ ràng không là xác định. Được làm bếp chung với Siori, mây cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nhất đối với cô nàng chính là nhìn thấy người mình quan tâm hạnh phúc. Mây tạo ra rất nhiều cơ hội để Siori được ở gần với Jiro kể cả là cái loại bóng đèn hạng vip bờ dô này cô nàng cũng xử được hết. shiori cảm ơn jiro cậu liền cảm ơn lại. ơ có gì đó sai sai. bỏ qua chuyện đó. cách tạo hình bằng binh chi linh này quá khó đối với jiro. không quá khó đâu, cậu chỉ cần men theo mép rồi từ từ đút vào là ok. di chuyển quá nhanh khiến jiro phọt hết cả binh chi linh lên mặt shiori. tất cả là tại jiro. shiori muốn cậu hãy liếm hết cái thứ trắng đục này đi. nhớ lại những gì mây nói, làm gái thì phải biết chủ động mời chào khách. Shiori mời thì Jiro xin nhận, chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi. Có phim gì hay lắm này mọi người ơi, mọi công sức dụ trai của Shiori đổ sông đổ bể. Hành động của Shiori khiến Jiro cảm thấy mình vừa bị cự tuyệt thẳng mặt. Cậu tự an ủi bản thân thời gian còn nhiều đồng nghĩa với cơ hội còn nhiều. Mùa hè năm đó sẽ không được phép quay trở lại, mùa hè này cậu sẽ thành công. Không thành công thì thành thụ nhé, thanh niên Camo tới mượn Jiro cái quần bơi. Đứng trước bãi biển toàn gái xinh như thế này khiến thanh niên camo hết cận luôn. Có điều cậu ta thắc mắc sao Akaji hôm nay lại mặc áo tắm một mảnh. Zero suy nghĩ tới lời Akaji nói lúc trước bộ đồ đó là cô nàng dành riêng cho cậu. Chắc không phải đâu nhỉ, chẳng lẽ Akaji có ý gì đó với mình. Dòng suy nghĩ của Zero bị ngắt quãng khi Shiori xuất hiện với phong cách rất trưởng thành. Bị chỉ trích là tới đây để tia gái thanh niên camo thừa nhận luôn. Shiori không quan tâm chuyện đó, cô rủ Zero ra đằng kia chơi. Thế éo nào trùng hợp thay hướng cô nàng chỉ lại có một khách sạn, mờ lem. Cứ tưởng được vô khách sạn chơi game thực tế ảo ai ngờ Jiro phải ngồi nghịch cát. Đúng là thằng ngu mà, đối với Camu nhìn gái mặc áo tắm mới là chân lý. Jiro nghe lời thằng bạn mải nhìn Shiori quá tí nữa thì bị phát hiện. Cô nàng cùng Jiro chơi trò đào hầm xuyên lâu đài tận hưởng cầu lương đi anh em. Akaji cũng đang ăn cầu lương đây này. Cả đám chơi oẳn tù tì cặp Jiro Akaji thua thế là phải đi mua đồ. Dưới đất có tờ rơi giảm 20 yên mọi món dành cho các cặp đôi. Quá ngon. Jiro cùng Akaji quyết định nắm tay nhau tới cửa tiệm tạp hóa đó mua hàng. Được anh bán hàng khen có cô bạn gái ngọt nước Jiro chỉ biết cười gượng gạo. Và cái kết cậu bị Akaji giảng đạo nếu là Minami thì khác rồi. Lúc sau khi lấy đồ từ cửa hàng về Jiro éo thấy Akaji đâu cả. Tìm một hồi thì phát hiện cô nàng đang bị vây quanh bởi hai thanh niên lạ mặt. Bọn họ muốn Jiro tiết lộ tên của cô nàng này bởi vì anh kết em rồi trong hoàn cảnh bị hai anh cao to đen hôi kìm hãm akaji không biết làm gì xin lỗi đây là vợ em nghe xong hai thanh niên biến mất khỏi khung hình luôn akaji tức giận khi mình còn chưa nói cái gì mà jiro đã xin lỗi rồi cô nàng chốt ngay câu cái kiểu người như jiro cả đời éo có bạn gái đâu vừa nãy ngầu như thế mà bây giờ tự nhiên khiến người ta nóng cả máu akaji khuyên jiro đừng có động tí là xin lỗi bản lĩnh đàn ông đâu thỉnh thoảng jiro anh hùng cứu mỹ nhân như thế này akaji chịu không nổi trở về sau một buổi bay lắc ngoài biển các cô nàng chuẩn bị đi tắm rửa. May phải giữ khoảng cách với Siori, cô sợ mình sẽ đánh mất lý trí. Cả hai vào nhà tắm và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của nhóm Akaji. Zero bị mang ra làm vấn đề bàn tán, người ta nói cậu ăn ở lụm thụ. Mây ra góp ý nói xấu thì nói nhỏ thôi chứ bọn cô ở bên kia nghe thấy hết. Sau một hồi mây tham gia cuộc trò chuyện luôn, cô là chuyên gia phân tích tình yêu. Nhóm Sachi bị mây thu hút, bên này chỉ còn Akaji và Shiori hai cô nàng tự nhận bản thân rất khó để tâm sự chuyện tình yêu với người khác. Cả hai cùng chung một dòng suy nghĩ, nếu đối tượng là Jiro thì lại khác. Ra khỏi nhà tắm, Akaji bắt gặp Jiro, cô nàng thấy cậu bị cháy nắng. Nào ngồi xuống đây chàng trai của đồng bằng, Akaji muốn bôi kem cho Jiro. Được gái quan tâm sướng như thế, Jiro còn lo lắng sợ bị người ta nhìn thấy. Nghe nói Jiro là người không có máu buồn, Akaji liền thử ngay và luôn. Tất cả chỉ là cái cơ, mục đích của Akaji là thả thính Jiro. Vừa mới tắm xong nên Jiro cảm thấy rất đói, cậu há mồm chuẩn bị đớp thính. Nhanh tí nữa thì được một bữa rồi ai ngờ bóng đèn huyền thoại Sachi xuất hiện. Vì có người ngoài nên Jiro gọi Akaji bằng họ. Thôi xong em rồi. 10 phút sau gặp nhau tại gian hàng ngoài biển nhớ mang theo cái chiếu để đáp lên mặt. Đang tính chơi bài thì Akaji có việc bận nên nhóm Sachi hơi thất vọng. Thấy thời gian còn nhiều mây tới rủ Siori ra ngoài thay đổi không khí. Bên phía Akaji cô nàng một lần nữa tức giận vì Jiro lại xin lỗi nếu đã nghiện xin lỗi như vậy thì akazi cho cậu cơ hội phạm lỗi luôn cứ tưởng ngày hôm đó akazi nói bộ đồ này dành cho mình là nói đùa jiro thật không ngờ cô nàng lại dám mặc nó rồi đứng trước mặt cậu nếu tác giả cho tóc cậu che mắt chắc chắn lúc này sẽ có màn hành động kịch tính bình tĩnh nào cậu nhỏ jiro tự an ủi bản thân đừng có ảo tưởng nữa việc jiro thường giữ khoảng cách với akazi lúc ở bên ngoài là có lý do cậu cảm thấy bản thân rất quê mùa không xứng ở bên một người xanh điệu Sai rồi ông cháu, thứ Akaji muốn là Jiro chú ý đến mình nhiều hơn. Akaji không chịu được cái cảm giác cứ ra khỏi nhà là cắt đứt quan hệ. Nó khiến cô nàng nghĩ khi về nhà có thể Jiro không còn là chồng nữa. Nghe xong Jiro cảm thấy Akaji cứ như một cô bạn gái đang ghen vậy. Nhìn biểu cảm vừa rồi của cô nàng Jiro cho rằng chẳng lẽ mình đoán đúng. Akaji ngại quá liền phủ nhận Jiro tin luôn không hề nghi ngờ chút nào. Cả hai bật chế độ ẩn thân chi thuật khi nhóm Jiro tới đây hóng gió. Akaji nói với Zero ước gì có thể nhanh chóng được ra ngoài. Nói gì vậy? Điều quan trọng nhất đối với Zero là không để bị phát hiện. Câu nói đó khiến Akaji cảm thấy trong lòng Zero vẫn không có mình. Mỗi lần cảm thấy bình an khi ở bên Zero là cô nàng lại sợ phải rời xa. Ngay lúc này Akaji có thể cảm nhận Zero thật lòng thích Shiori. Cảm xúc dâng trào cô nàng hỏi Zero rằng ông sẽ rời xa tôi phải không? Mây có thính giác rất nhạy với tiếng động. Cô nghe thấy quanh đây có tiếng người. Cảm giác từng bước chân tiến lại gần phía mình tim Jiro như muốn nhảy ra ngoài. Mây quay lại thông báo tình hình là éo có ai, có thể do cô nghe nhầm. Vừa mới nói dứt câu bên trong lại truyền ra tiếng động, Siori chạy vội. Akazi trách móc Jiro đê tiện khi nhìn thấy cậu cứ xoay hộp sữa của mình. Lúc thì bắt ép người ta xem lúc thì không cho người ta nhìn, đúng là đàn bà. Akazi nói ghét Jiro, ông làm như vậy khiến tôi không chịu nổi nữa rồi. Bỏ đầu gối ra đi anh bạn, éo phải đầu gối đâu mà là đầu không tóc thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này xung quanh nơi đây chỉ có tiếng thở dốc theo đúng kịch bản akaji nói dừng lại ai ngờ jiro dừng lại thật luôn sau mọi chuyện jiro cảm ơn akaji vì đã kêu người đến khiêng cậu về khỏi cần cảm ơn cũng như xin lỗi biết bản thân mình yếu thì đừng ra gió nhân tiện lúc vẫn còn là vợ chồng akaji muốn hai người có thể hiểu nhau hơn nghe thấy câu vẫn còn là vợ chồng jiro cảm thấy bận lòng đến kỳ lạ Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Còn chân chưa lên nữa, không like và subscribe kênh của chúng mình ở bên dưới video để có thể xem được thật nhiều review anime hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.